Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Minh Tuệ, cái gai cần phải loại bỏ trong mắt chính quyền. Ngày 29 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận tại sao chính quyền nóng lòng muốn dứt điểm trường hợp sư Minh Tuệ của Nam Việt. Theo đó, tác giả cho hay, dựa trên bề mặt truyền thông của nhà nước nói chung, phát đi trong thời gian gần đây, ý định của nhà cầm quyền muốn xử lý dứt điểm trường hợp ông sư Thích Minh Tuệ đã lộ ra ngày càng rõ, nếu không nói là ráo riết và hối thúc qua những sự kiện liên tục diễn ra trên mạng xã hội. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả tạm gọi đó là một chiến dịch mà từng chặn âm mưu được thể hiện qua những tâm thư của ông Thích Minh Tuệ trong tháng 11 năm 2024. Lá thư đầu tiên xuất hiện vào giữa tháng 11 được cho là do ông sư Thích Minh Tuệ tự viết ra, lên giọng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý những người đưa tin và quay video về ông để nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Ngay khi sự cười cợt và mỉa mai về lá thư mạo danh sư Thích Minh Tuệ rộ lên khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí làm cho giới truyền thông bên ngoài Việt Nam cũng phải chú ý. Lá thư thứ hai, cũng với lối mạo danh ấu trĩ bằng chữ viết và chữ ký của sư Thích Minh Tuệ, có nội dung tương tự nhưng ý mở rộng hơn, với ước muốn thổ lộ rằng không mong có người đi theo ông để gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Cả hai bức tâm thư đều rơi vào chuyện bất tín của đám đông, vốn vẫn theo dõi và một lòng hiểu biết đúng về con người của sư Thích Minh Tuệ. Đỉnh điểm của chiến dịch muốn loại trừ sư Thích Minh Tuệ ra khỏi đời sống bình thường được thể hiện trong lá thư thứ ba. Ý chính trong lá thư này là sư Minh Tuệ bày tỏ khao khát được hành đạo tự do qua việc ngỏ lời nhờ ai có lòng giúp ông được đi khất thực ở những quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Ấn Độ. Tác giả nhận xét, không phải một mình sư Minh Tuệ có thể nghĩ ra điều này, ắt hẳn đã có một cuộc thảo luận của nhiều bên. Và trong đó, một đề nghị về chuyện đi khất thực khỏi Việt Nam để muốn làm gì thì làm đã được đưa ra, tương tự như những sư khác trong đoàn y Phấn Tảo, nay cũng đã phải chọn lưu lạc nhiều nơi ngoài Việt Nam. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ. Tác giả cho rằng, để trả lời câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam ráo riết muốn xử lý dứt điểm trường hợp của sư Thích Minh Tuệ trên đất nước Việt Nam, vì bởi có hai lý do vừa mang tính hệ thống và cũng mang tính thời điểm. Lý do tính hệ thống là trường hợp xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ đã mở màn cho một lớp Phật giáo tu tập độc lập, từ chối sự kiểm soát và thao túng của nhà nước. Lý do mang tính thời điểm là vào năm 2025, Giáo hội Phật giáo Quốc danh của nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ phải tổ chức đại lễ vi sát Phật giáo trong 2 ngày của tuần đầu tháng 5. Sự hâm mộ và có mặt của sư Thích Minh Tuệ trong đất nước đang là nỗi lo cho những điều bất thường có thể đến, thậm chí có thể dẫn đến việc tổ chức lễ vi sát không thành công như ý muốn của chính quyền. Theo tác giả, vấn đề của sư Thích Minh Tuệ là kể từ khi sự có mặt của ông trên những con đường khất thực đã bất ngờ là hình ảnh phản chiếu và gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với Phật giáo thuộc nhà nước. Nhiều đại tăng được nhà nước công phu dựng lên đã hoàn toàn bị sụp đổ và trở thành là trò cười của thiên hạ. Nhiều chùa chiền là chỗ thu hút, thao túng tín đồ và thậm chí là nơi thu hút tiền bạc để nuôi sống cho một lực lượng tôn giáo của chính quyền, nay cũng đã bị thất thu thảm hại. Tác giả kết luận, mặc dù sư Thích Minh Tuệ nhiều lần khẳng định ông chỉ là một người tu tập và chính giáo hội Phật giáo của nhà nước cũng miệt thị ông, không công nhận là một tu sĩ, nhưng giờ đây cả một hệ thống lên chiến dịch để tìm cách triệt hạ ông một cách công phu và ráo riết. Chính sư Minh Tuệ cũng tự hiểu rằng muốn được sống với niềm tin Phật giáo của mình thì ông phải chọn bộ hành ở nơi khác, không phải là quê hương của mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự Thích Minh Tuệ, cái gai cần phải loại bỏ trong mắt chính quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ có xài tiền chùa mới không quan tâm đến khả năng thu hồi vốn và nâng cao năng lực. Ngày 28 tháng 11, AFA Tiếng Việt bình luận điểm nghẽn thể chế và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. AFA dẫn đánh giá của các chuyên gia kinh tế và công nghệ về báo cáo của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trước Quốc hội ngày 13 tháng 11 cho rằng sẵn sàng bỏ ra 67 tỷ đô để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng không cần phía nước ngoài chuyển giao công nghệ lõi không cần quan tâm đến khả năng thu hồi vốn đầu tư. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời một chuyên gia về công nghệ cho biết, nhiều văn bản có tính chuyên môn liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trong đó có cả các tài liệu hội thảo khoa học đã bị đóng dấu mật, khiến các chuyên gia không thể chia sẻ cho nhau hay chia sẻ cho báo chí. Tuy nhiên, qua các tài liệu công khai, chúng ta vẫn thấy những nghịch lý trên bức tranh toàn cảnh của dự án này. AFA cho biết, theo Bộ trưởng Thắng, công nghệ được chuyển giao là bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, toa xe và các thiết bị liên quan. Vì ông Thắng cho rằng, nếu phụ thuộc nước ngoài thì rất tốn kém. Tuy nhiên, AFA dẫn ý kiến của kỹ sư Kim Nguyễn, một chuyên gia cấp cao về công nghệ và kinh doanh từ California, Hoa Kỳ nói rằng, ông không đồng tình với việc coi tiếp nhận kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp công trình sau khi hoàn thành là chuyển giao công nghệ. Theo cách hiểu của Ủy ban châu Âu, chuyển giao công nghệ là quá trình truyền kết quả của nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kỹ năng và quy trình liên quan đến thị trường và xã hội rộng lớn hơn. Và đây là hình Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Đào tạo các kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp chỉ là dịch vụ thông thường giữa bên bán với bên mua, không giúp ích gì cho việc nâng cao năng lực công nghệ, tri thức, kỹ năng và khả năng sáng tạo của bên mua. Theo ông Kim, cốt lõi của chuyển giao công nghệ là đào tạo tri thức, know-how, kỹ năng, các cơ sở vật chất, tri thức và kỹ năng để tiếp tục sáng tạo sản phẩm mới. AFA đề cập đến cách làm đường sắt cao tốc của Nhật với địa hình cũng dài và hẹp như Việt Nam. Theo đó, Nhật Bản hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối Tokyo và Osaka vào năm 1964. Sau đó, họ tiếp tục xây dựng 7 tuyến khác và tuyến cuối cùng hoàn thiện vào năm 2016. Như vậy, Nhật cần hơn nửa thế kỷ để hoàn thiện hệ thống đường sắt cao tốc. Theo AFA, công nghệ đường sắt cao tốc không thể tách rời các công nghệ robotic, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và nhiều lĩnh vực công nghệ cao cốt lõi khác. Nhật Bản phát triển các thế hệ đường sắt cao tốc mới không chỉ là đầu tư cho ngành đường sắt mà để phát triển một thế hệ doanh nghiệp và kỹ sư công nghệ mới phục vụ cho nền kinh tế. Trung Quốc đã học tập Nhật Bản cách làm đó. Và đây là hình tuyến đường sắt Bến Thành, Suối Tiên vẫn ngổn ngang sau 15 năm. Vẫn theo AFA, các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra là bằng cách này, việc học hỏi công nghệ đường sắt cao tốc đã giúp Trung Quốc phát triển tổng thể công nghiệp dựa trên công nghệ cao. Trong khi đó, Việt Nam đã không tiếp thu được công nghệ đường sắt đô thị trong suốt khoảng 15 năm xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành, Suối Tiên ở Sài Gòn bằng tiền vay của Nhật, cũng không học được công nghệ đường sắt đô thị trong dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội từ Trung Quốc. Bởi vì cách làm của Việt Nam là ký vào tờ giấy vay nợ và chờ công trình hoàn thành. Kỹ sư Kim Nguyễn nhận xét, bạn bỏ ra gần 70 tỷ đô la nhưng hoàn toàn mơ hồ về khả năng thu hồi vốn và không quan tâm đến khả năng Việt Nam có thể nâng cao năng lực công nghệ của mình hay không. Đó chỉ có thể là cách xài tiền chùa, xài tiền của người khác, của dân, không phải tiền của bản thân. Bạn cũng không quan tâm đến chi phí, cơ hội cho quốc gia của bạn. AFA cũng dẫn tiết lộ của một số quan chức nói rằng Bộ Giao thông Vận tải không có chủ trương nhận chuyển giao công nghệ lõi vì năng lực của Việt Nam hiện nay không học được dù đối tác đồng ý chuyển giao. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chỉ có xài tiền chùa mới không quan tâm đến khả năng thu hồi vốn và nâng cao năng lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.